Hello, xin chào cả nhà. Hạnh đã quay trở lại đây và hôm nay là ngày cá nhân số 3 của Hạnh. Phải không ta? Hôm nay là ngày 3 tháng 8. Nhưng mà hôm nay á là tháng cá nhân số 9 đó. Đúng rồi, hôm nay là ngày 3 của Hạnh. Ok. Quả là một năm đầy biến động khi mà mình đã kết thúc công việc đi làm công ăn lương, chuyển qua đi làm công cho chính mình. Đây là một cái cảm giác khá là phải xúc động không ta? Thực ra thì mình không có dự tính là mình sẽ kết thúc cái công việc nó sớm như vậy đâu. Chẳng qua là một ngày đẹp trời, cảm hứng đó. Ok, cảm hứng có tính toán. Mình kết thúc nó sớm hơn cái dự định ban đầu của mình. Dạ, khá là sớm. Mình đẩy cho nó chín mùi hơn và cũng vừa hay là dù mình đã có dự định cho tất cả mọi thứ, nhưng mà về cái việc tương lai thì bạn biết đó, cuộc sống này là những biến động mà bạn sẽ không bao giờ biết cái điều gì nó sẽ xảy ra cho mình, cho nên là bởi vì như vậy cho nên cuộc sống mới thú vị. Bởi vì như vậy cho nên là bạn mới có những cái sự phát triển không ngừng và những cái kích thích mới mà đâu đó bạn nhìn lại bạn của một năm về trước, 2 năm về trước và 3 năm về trước, hoặc thậm chí là chục năm về trước, bạn cũng không nhận ra chính mình lắm. Ok, đôi khi là có những điều mà bạn trải qua mà bạn cũng không hiểu lý do tại sao bạn có thể trải qua được, bởi vì do cuộc sống là một chuỗi những biến động mà bạn phải luôn đón nhận và phải gọi là welcome nó. Còn đón nhận dưới hình thức là tích cực hay là tệ hơn thì nó sẽ tùy vào cái sự lựa chọn của mỗi người, vì dù sao thì cuộc đời này chúng ta đến đây để học thôi, đúng không ạ? Hôm nay là ngày cá nhân số 3 cho nên là mình cũng khá là cảm hứng để mình làm video này. Cũng xem là một cái video về mặt cái cảm xúc mà kết thúc mà một năm mà mình làm việc tại The Game. Thì cái hồi mà mình mới lên đây làm á thì mình cũng rảnh lắm. Rảnh thì cái kiểu làm bạn biết đó, nếu mà ai follow Hạnh lâu thì sẽ thấy Hạnh hay làm video, Hạnh hay đăng bài, Hạnh hay đăng cái kiểu con đà điểu. Mỗi khi mà Hạnh cứ sơ hở có thời gian là Hạnh lại làm như vậy, và đó là một cái sở thích của Hạnh. Dù trước đây nó cũng không phải là sở thích, nó là một cái gì nó rất là sóng gió và khó khăn với Hạnh cho cái việc mà xuất hiện trên video như thế này. Bởi vì đôi khi mình nghĩ là cái đầu tiên là mình không biết mình nói cái gì trước ống kính, cái thứ hai nữa là mình sợ mình nói và mình bị nói sai á, cho nên là mình không dám nói. Nhưng mà thực tế là Hạnh để mọi thứ nó tự nhiên và mình chỉ có là mình làm và mình luyện nó thôi, thì nó thành một cái bản năng. Và bây giờ thì chỉ cần mở cái ống kính ra, Hạnh có thể nói được bất cứ một cái điều gì mà Hạnh muốn nói. Ok. Cái sáng nay đi trên đường, Hạnh nhớ tới một cái câu chuyện cách đây một năm, khi mà lần đầu tiên mà The Dream kêu một cái anh Thiện, ảnh tên Thiện đúng không ta, mong là mình không nhớ lộn tên ảnh. Thì ảnh về The Dream và ảnh có training, một cái buổi training gọi là Restyle. Mình nhớ là anh này có con số 33 ở số Master ở đâu đó. Nói chung là mình có xin thông tin của anh này. Mình là một cái kiểu người là khá là chủ động đi kết nối. Tại vì khi mà nó nói là mình comeback, mình quay lại trở lại Sài Gòn, thì Hạnh của cái việc quay trở lại Sài Gòn đã không còn là Hạnh của ngày xưa. Bởi vì mình đã có tầm hơn một năm tu luyện tâm trí, tu luyện con người bên trong của mình trước khi mình dấn thân lại, lên lại Sài Gòn. Cho nên là mình muốn khi mà mình quay lại đây, mình muốn mình trong tâm thế là được sống nhiều hơn là mình chỉ chạy theo những thứ liên quan tới là đi làm, kiếm cơm, rồi tâm lý lo sợ bị đuổi việc, tâm lý lo sợ bị đói, cái kiểu. Ok, có nghĩa là không phải là hiện tại mình dư giả gì đâu, đủ sống, đủ ăn, đủ mặc, nhưng mà cái tâm thế nó đã khác rồi. Nó không phải là cái tâm thế của một người mà lúc này cũng sợ này sợ kia, mà gần như mọi thứ nó đã thay đổi. Cái câu nói mà cái thời điểm mà sorry mọi người nha, ở đây lâu rồi tự nhiên lâu công nhận cái gì mà mình phải làm thường xuyên thì nó mới tạo một cái hiệu ứng gọi là enjoy cái moment này. Tại vì lâu rồi cũng làm video luôn, không thể ngờ là lâu rồi không làm video luôn. Mình cảm thấy cái video của mình nó đã không còn được như ngày xưa, nhưng không sao, bây giờ mình có thể làm lại được mà, đúng không?
cái câu nói lúc nãy trên đường mình nhớ, em nhớ lại coi. Đó là về cái vấn đề tâm lý. Ở trong cái buổi training mà là resize của cái anh này có một cái câu hỏi, đúng không ta, khá là hay. Đó là khi mà bạn làm việc với khách hàng thì đại loại như thế này thôi nha, còn nếu mà chính xác từng câu thì không phải, nhưng mà cái nội dung đại loại là khi mà bạn làm việc với khách hàng thì cái gì là quan trọng nhất, cái vấn đề là kết quả của khách hay là cái vấn đề về mặt tâm lý của khách, đại loại là như vậy. Mong là mình nhớ đúng câu hỏi, nhưng mà có hai cái trường phái mình tạm chia ra. Có là một cái trường phái mà họ rất là quan tâm tới vấn đề là họ nói là cái mà quan trọng là cái vấn đề là tâm lý của khách. Và một cái trường phái thứ hai là cái quan trọng là cái kết quả mà bạn đem lại được cho khách hàng. Ok, chủ đề hôm nay là về huấn luyện viên. Có người thì nghĩ là cái việc mà khách hàng lên gặp bạn chỉ có để tập luyện, nó là thì cái tư duy thôi, tư duy của từng bạn huấn luyện viên thôi, thì chỉ nên đi lên tập luyện thôi. Nhưng có người lại nói là đôi khi là khách cần một người để tâm sự. Cái này là chắc là bạn gặp nhiều rồi, đúng không? Rồi, hôm nay Hạnh sẽ cho bạn biết một cái sự thật sau hơn một năm quay lại công việc huấn luyện viên nhé, mà Hạnh quan sát từ xung quanh luôn, và kể cả cái khách hàng của Hạnh. Khi họ tới, họ nói với Hạnh là họ cần để đẹp. Khi một người tới gặp Hạnh và họ nói là họ cần để đẹp, thì gần như cũng không hẳn là quá nhiều như vậy. Tại vì sao? Nếu mà bạn không học về con người á, thì cái góc nhìn của bạn nó sẽ là khi người ta tìm tới bạn và người ta chỉ cần transform body before after thôi là đủ. Nhưng mà với cái góc độ của một của Hạnh á, hồi xưa khi đã gặp vài cái trường hợp khách hàng mà Hạnh không thể làm việc được, tạo ra kết quả cho họ. Và đơn giản nếu mà nhìn về cái trường hợp đó, nhìn về cái góc độ bên ngoài á, thì có thể đó là khách hàng này không phù hợp với bạn, khách hàng này không hợp tác với bạn, cho nên họ không có kết quả. Nhưng mà Hạnh thì không nghĩ vậy. Có người tìm đến Hạnh là bởi vì họ sợ béo, cho nên là Covid có thể lấy đi cái sinh mạng của họ. Cho nên là khi mà họ biết là Covid không thể lấy đi sinh mạng của họ nữa, cho nên là họ không cần phải cố gắng nữa. Có người thì đến tìm Hạnh thì đơn giản là chứng kiến cái việc cha của mình ra đi bởi vì một căn bệnh di truyền, và họ nghĩ là đây là một cái lời cảnh cáo, và bây giờ đối với họ không có gì quan trọng hơn ngoài cái sức khỏe ha. Có người đến với Hạnh là họ muốn tò mò thắc mắc xem là một cái chương trình tập luyện với huấn luyện viên là nó sẽ mang lại cái giá trị gì cho họ, chứ không hẳn là transform về body, tức là họ đang muốn học về kiến thức. Và mà họ muốn được giải nghĩ trong cái buổi tập luyện là mình và họ đang làm cái gì với nhau. Rồi, tiếp, có người đến với Hạnh á, là họ muốn biết được rằng họ muốn giải tỏa cái vấn đề tâm lý của họ, bởi vì họ là một người thích enjoy cuộc sống, thích khám phá những cái mới. Nhưng mà những cái mới trước đó họ khám phá thì chưa có gì đó thực sự thỏa mãn với họ, và họ muốn thử cái bộ môn này. Có người tìm tới Hạnh là bởi vì họ tự ti về ngoại hình của họ. Có. Vì một cái chút tật ở dưới chân. Nhưng mà đâu đó họ cũng muốn có cái sức khỏe, bởi vì họ không thích cái cảm giác mà bị yếu trong suốt nhiều năm, vì cái công việc của họ là chăm sóc những đứa trẻ bị khiếm thị, những đứa trẻ mà gặp vấn đề về cái đầu á, chậm phát triển. Có người tìm tới Hạnh là bởi vì họ nói là họ cần giảm cân, nhưng mà thật ra là nó cũng chỉ là nhu cầu về sức khỏe thôi, bởi vì họ nghĩ trong cái tầm độ tuổi đó thì họ còn cái sức khỏe, chứ mà giảm cân mà bạn vẫn còn đi nhậu nhẹt thì cũng không thể gọi là giảm cân được, đúng không ạ? Có người tìm tới Hạnh á là bởi vì họ đã nằm liệt giường sau một trận ốm 2 tháng
họ bị mất phương hướng, họ bị mất định hướng với cuộc sống của họ và họ không biết đâu là ý nghĩa thật sự trong cuộc đời của mình. Và cái điều mà họ nghĩ hiện tại, mà cái điều mà họ nghĩ là họ có thể thay đổi tốt nhất chỉ đơn giản là họ nên bắt đầu đi tập luyện. Và lúc đó Hạnh xuất hiện, và Hạnh xuất hiện đúng lúc mà họ đang cần một ai đó bên cạnh để giúp cho họ một cái trạng thái mới. Bởi vì thực ra thì họ đã tự tập được 3 năm rồi và họ có nghĩ là họ sẽ học được cái gì đó, kiến thức từ Hạnh. Còn trường hợp nào nữa ta? Trường hợp là bạn ở một mình, bạn ở một mình và đã đến lúc bạn muốn thay đổi một cái điều gì đó trong cuộc sống của bạn. Bạn có quá nhiều cái việc mà chững lại cho cái việc mà tiến lên trên cái hành trình của bạn trong công việc. Trong cái việc của mình là mình không có quá nhiều cái bứt phá, cho nên là ok, mình sẽ thay đổi trạng thái bằng cái việc là mình đi tìm kiếm một cái trạng thái mới qua cái việc là nhờ ai đó giúp đỡ cho mình trong cái việc là tập luyện nè. Một trạng thái mới về cái việc thay đổi về hình thể chẳng hạn, hoặc là một cái trạng thái mới về cái việc là ai đó training cho mình một cái gì đó nó chuyên nghiệp hơn để mình có thể tự tin hơn. Ok. Và tất cả vẫn còn cũng là một kiểu khách hàng. Họ luôn tươi cười, họ luôn hạnh phúc, họ đưa cho mình một cái trạng thái cực kỳ tuyệt vời luôn. Mà mình nghĩ là chỉ là bạn đi tập về cảm hứng, nhưng không, bạn là một cái người mà vừa ly hôn với chồng. Vừa ly hôn với chồng một khoảng thời gian và bạn muốn thay đổi cái cuộc sống của bạn. Bạn không có thích cái con người cũ của mình nữa. Bạn muốn chứng minh một cái điều gì đó là bạn đã thay đổi. Hoặc là một người chị đến với mình trong một cái buổi tư vấn, chị muốn đi tập, chị muốn thay đổi, chị muốn cái business của chị nó phát triển tốt hơn. Và trong cái buổi tư vấn đó là cái buổi trước cái ngày mà chị ra tòa với chồng để cái giấy ly hôn. Ok chưa? Thì đây là một trong rất là nhiều cái trường hợp mà khách hàng mà anh gặp. Thì gần như một cái mặt bằng chung là về mặt bề nổi, khi mà bạn nhìn vô họ tìm đến Hạnh gần như là họ luôn, ai chả không muốn đi tập để cho đẹp đúng không ạ? Thì mọi người luôn tìm tới mình với một cái trạng thái là mọi người muốn thay đổi để đẹp, để transform. Nhưng mà về bản chất cốt lõi vẫn quay về đó là bạn muốn thay đổi bên trong chính mình, đúng không? Bạn muốn thay đổi một cái gì đó bên trong chính mình, thay đổi cuộc sống chính mình và thay đổi cả tư duy của mình. Cho nên là tất cả những ai mà đi đến tìm tới Hạnh để hỗ trợ về tư vấn, về tập luyện á, thì cái đầu tiên mà Hạnh luôn làm việc với một người chính là cái mindset. Chính là cái Hạnh xem cái cách của một người họ tư duy về việc tập luyện là như thế nào. Và gần như mọi người là bị hiểu lầm hết về cái vấn đề là về cái đẹp và về sức khỏe. Không phải là tất cả mọi người, nhưng mà đại đa số là mọi người đang hiểu lầm về như thế nào là một người phụ nữ đẹp và như thế nào là một người phụ nữ khỏe mạnh. Thì khi mà học sâu hơn về con người á, thực ra là Hạnh không phải là một người có quá nhiều kiến thức đâu nha. Hạnh cũng chỉ là một người đang phát triển và học liên tục thôi. Thì bạn biết là bạn phải đặt ra một cái câu hỏi nè. Tại sao á mà đẹp á, đẹp, tại sao có người họ thấy đẹp, có người họ thấy là nó không đẹp? Đâu mới là cái đẹp thật sự? Chẳng lẽ là cứ mông cong, eo thon, vú to thì mới gọi là đẹp? Hạnh đâu có ngực to đâu, ngực Hạnh rất là bé. Hạnh có cải thiện vòng mông bởi vì ngày xưa mông Hạnh lép. Nhưng mà về gọi là đẹp nhất thì Hạnh cũng đâu phải là đẹp nhất. Vậy điều gì khiến cho người yêu của Hạnh cảm thấy Hạnh là một người phụ nữ hấp dẫn? Ok. Thì có phải là nó đi tới được cái việc là cái đẹp nó xuất phát từ một cái điều gì khiến anh ấy trở nên cảm thấy mình thu hút không, đúng không ạ? Rồi Hạnh cũng không phải là một người đẹp nhất, Hạnh cũng không có giống như người ta phải đi lồng ngực, hay là đôi khi là Hạnh không bắt cúp luôn. Nhưng mà được cái là Hạnh rất là tự tin. Thì đơn giản là mình thấy mình đẹp vậy thôi. Thì nó liên quan tới cái xuất phát từ cái tư duy, cái mindset bên trong của chính mình nó đi ra, chứ không phải là bởi vì Hạnh tập luyện xong rồi Hạnh mới cảm thấy Hạnh đẹp, không.
cái tư duy ngày xưa, cái lúc mà Hạnh tập luyện và Hạnh đưa cái mindset là Hạnh phải ngon, dù Hạnh không biết Hạnh ngon cỡ nào mới gọi là nó đủ ngon, thì khi mà Hạnh đưa cái mindset đó vô đầu thì Hạnh bị chấn thương, bởi vì tham thì nó thâm, tập quá sức thì mình bị chấn thương khớp gối thôi, trong khi trước đó cái bản chất, cái vấn đề là cái đầu gối mình nó đã có vấn đề trong sinh hoạt rồi. Nhưng mà khi mà Hạnh đổi cái mindset á, Hạnh đổi cái mindset của Hạnh là Hạnh tập luyện để Hạnh được ăn uống thoải mái nè, Hạnh tập luyện để Hạnh có sức khỏe, và cái sức khỏe này nó sẽ giúp cho Hạnh khi Hạnh ở Sài Gòn Hạnh không phải bị ảnh hưởng tới gia đình vì chỉ vì một lần nào đó Hạnh đổ bệnh xong Hạnh nhập viện chẳng hạn. Thì Hạnh thay đổi về cái mindset này để mình tập, để mình cho khỏe nè, để mình có sức khỏe mình làm công việc của mình, mà mình không gọi là trở thành gánh nặng của bất kỳ ai á. Khi mà mình đổi cái mindset của mình á, thì tự nhiên mình tập tới giờ là hơn 7 năm rồi. Hơn 7 năm từ cái lúc mà mình tự tập, mình lụi cụi, từ cái lúc mà bạn của mình rủ mình đi tập xong tụi nó rụng hết, không còn một cái móng nào hết, còn đúng một mình tới tập bây giờ lầm lầm lũi lũi rồi không có điều kiện tài chính để thuê huấn luyện viên, xong rồi cứ thôi rồi đi học luôn, đi vay tiền đi học làm huấn luyện viên, xong rồi training cho mình, xong rồi cuối cùng là cái người mà training đầu tiên của mình, người coach đầu tiên của mình đó nha, người coach mà thật sự của mình đó nha, là thầy Trí. Ok. Yeah, và cho tới cái lúc mà mình bén duyên với công việc huấn luyện viên luôn, thì gần như cái mà mình muốn nói trong cái chủ đề ngày hôm nay đó chính là cái vấn đề là liệu bạn thật sự bạn đi tập chỉ vì bạn muốn đẹp hay nó còn về vấn đề gì khác nữa. Thì đại đa số Hạnh thấy nó nằm ở vấn đề bên trong cái tư duy của chính bạn thôi. Và gần như mọi người nói, khi mà người nói Hạnh là mọi người đi tập để đẹp đó, thì cái đẹp nó chỉ là cái bề nổi bên ngoài, nhưng mà cái thật sự ở bên trong nó là gần như mọi mặt bằng chung nữa là bạn muốn thay đổi một cái điều gì đó trong cuộc sống của bạn. Bởi vì cái bản chất ngay từ đầu là cái bên trong đó, cho nên là khi mà bạn có những cái kết quả không thật sự như mong, như cái bạn nói là bạn muốn transform thiệt là đẹp, hoặc là những cái kết quả giữa bạn và huấn luyện viên mindset nói chuyện với nhau ngay từ đầu, thôi em sẽ giúp cho chị có phần eo thiệt là giống Ngọc Trinh, có đôi chân thon và dài và một cái mông thiệt là to, thì đôi khi nó bị lấn cấn, bởi vì cái mindset ngay từ đầu nó đã bị sai rồi. Thì khi mà bạn không đạt được cái kết quả giống như là những bức tranh và tầm nhìn rất gì về này nọ, thì bạn trở nên bị nản, bởi vì ngay từ đầu mindset nó vẫn bị sai. Và bạn cũng không biết là bạn đang tập vì cái gì, bởi vì ngay từ bản chất bạn đã không hiểu về nó. Khỏe cũng vậy, như thế nào là khỏe? Khi mà ai đó nói là tập luyện để cho khỏe về phần thân thì đối với Hạnh nó là chưa đủ. Bởi vì đơn giản là Hạnh vẫn cảm thấy có nhiều người họ tập luyện về phần thân và khi sự cố xảy ra trong cuộc sống của họ, họ vẫn gục ngã mà, họ vẫn yếu đuối mà. Vì cái điều đó có phải là tập luyện nó chỉ nó có thể cải thiện về mặt sức khỏe nhiều đến như vậy không? Mà bạn không hiểu về cái vấn đề chữ khỏe. Ví dụ như Hạnh nói là Hạnh muốn tập cho nó đẹp và khỏe đi, nhưng mà khi mà Hạnh chỉ chạy theo chữ đẹp rồi cuối cùng Hạnh cũng khỏe, nhưng mà Hạnh không biết Hạnh khỏe cỡ nào. Không được cái là Hạnh chấn thương và sau đó Hạnh trở nên yếu đuối hơn, bởi vì mình gục ngã. Thì cái vấn đề sức khỏe nằm ở đây là cái, đối với Hạnh nó là một cái liên quan tới cái đầu của mình, cái tâm trí của mình. Liệu mình đã thật sự lành mạnh đến với việc tập luyện hay chưa? Hoặc là có những bạn là họ để cái tôi nó quá mạnh trong cái đầu của họ, họ đi tập như cái kiểu là họ thấy cái thằng kế bên nó gánh tạ nặng, xong rồi họ cũng cố gắng họ rú tạ cho nó mạnh hơn, hoặc là kéo tạ các kiểu. Thì đối với bạn như vậy có được gọi là đi tập để cho nó khỏe mạnh hay không? Hay là đi tập chỉ để thể hiện cái tôi của bạn mà thôi? Đó, cho nên là cái việc mà bất kỳ ai tới tập luyện với Hạnh, Hạnh mindset ngay từ đầu nó rất là rõ ràng. Để làm chi? Để bạn có lấn cấn. Hoặc ngay từ đầu nếu mà Hạnh mindset không có đủ thời gian, thì trong quá trình làm việc với Hạnh, bạn sẽ được Hạnh mindset lại cho nó phù hợp với bạn, cho nó phù hợp với hoàn cảnh sống của bạn, cho bạn bớt ảo tưởng, cho bạn cũng bớt tự ti luôn, cho chúng ta trở nên thực tế hơn đối với cái hoàn cảnh sống của bạn nhiều hơn. Thì như vậy
đối với Hạnh, cái việc tập luyện nó mới thật sự khỏe mạnh. Và không có nghĩa là khi mà bạn phải gọi là vòng eo này, vòng eo kia, rồi phải như thế này, thế kia, body nhức nách như thế này, body nhức nách như thế kia thì bạn mới tự tin. Thì đó không phải là cái câu chuyện về vẻ đẹp bên ngoài. Mà đối với Hạnh nha, một người phụ nữ khi bạn đã chịu đầu tư về tập luyện, hoặc bạn đã chịu đầu tư tập luyện, nhất là tập luyện với huấn luyện viên để bạn mua kiến thức, bạn phải hình dung nha. Bạn đừng có nghĩ là đi tập luyện là cứ phải đi ra hùng hục thấy người ta tập sao bạn tập vậy, hay là cố gắng chạy bộ, hay là cố gắng làm này làm kia mà không chịu tìm hiểu kiến thức á, thì như vậy gọi là khỏe nha. Cái đó là không khỏe. Về mặt tâm trí nó đã là không khỏe rồi. Bởi vì sao? Bởi vì tập luyện nó cũng cần kiến thức. Nếu mà bạn không có tiền thuê huấn luyện viên giống như bạn, thì bạn cũng có thể giống như Hạnh ngày xưa, đầu tư để mua kiến thức, đầu tư để đi học một cái khóa huấn luyện viên. Không có nghĩa là bạn học khóa huấn luyện viên là bạn sẽ trở thành huấn luyện viên. Thì vì ngày xưa Hạnh không có tính làm huấn luyện viên. Bạn thấy Hạnh đang ở City không? Bởi vì ngày xưa Hạnh tính làm nhân viên văn phòng, cho nên Hạnh đăng ký tập ở City vậy thôi. Cho nên là Hạnh tập ở đường Newview, Hạnh làm ở đường Newview 1 năm mà mọi người vẫn thấy Hạnh qua City tập. Bởi vì Hạnh mua thẻ City tới tận 2 năm và Hạnh mindset là lúc đó Hạnh chỉ tính làm nhân viên văn phòng thôi. Và Hạnh đi học khóa huấn luyện viên để Hạnh tự training cho Hạnh. Đơn giản là như vậy, tại vì Hạnh không có tiền thôi huấn luyện viên, ok chưa? Cho nên là mình phải đầu tư về kiến thức vậy thôi. Hoặc là bạn có thể đầu tư bằng kiến thức bằng cái việc bạn tự học về kiến thức ở trên mạng rất là nhiều. Nó chỉ khác biệt ở chỗ là kiến thức trên mạng thì ai cũng là master và chuyên gia cả. Nhưng mà khi mà bạn, một khi bạn đã bỏ tiền ra, bạn đi học một cái khóa cho nó chất lượng á, thì bạn gặp đúng cái chuyên gia đó. Nhưng mà phải là cái chuyên gia của cái ngành, chuyên về cái đồng ngành đó. Thì mình cũng có duyên mình học thiện chí gì đó, thì mình thấy kiến thức đó là xịn sò nhất. Okay. À, trước đó mình học ở BBTA thì kiến thức nó cũng rất là ok. Chỉ có điều là về chuyên sâu hơn thì mình phải học thêm một khóa nữa. Đó là như vậy, tại vì mình kỹ thôi. Thì mình là một người xuất phát, không phải xuất phát điểm, mà là mình là một cái bạn có tiền sử về chấn thương. Cho nên bắt buộc mình khi mình học kiến thức mình phải học rất là kỹ. Bởi vì mình sao? Mình yêu cơ thể của mình. Và mình không tin tưởng những người mà họ đang muốn cố gắng thu tiền của mình nhưng mà không có tâm. Không có tâm gì là đơn giản vậy nè. Bạn là một người có tiền đúng không? Hoặc là bạn đi vay tiền để bạn đi học cái gì đó đúng không? Thì ít ra bạn đã là người có khả năng chi trả rồi, thì bạn có phải ngửi được cái mùi để coi là cái đứa đối diện của bạn nó đang muốn thu tiền của bạn hay nó thật sự đang muốn giúp đỡ bạn đúng không? Thì Hạnh không có thấy ai đang có nhu cầu giúp đỡ Hạnh ngoài việc muốn moi tiền trong túi của Hạnh ra hết á. Bởi vì Hạnh cũng giống như bạn, Hạnh cũng là một người, là một khách hàng tiềm năng của rất nhiều người ngoài kia. Nhưng mà để mà Hạnh chi tiền á, thì nó phải thật sự thuyết phục chứ. Ít ra là cái người làm việc hoặc là người thầy á, mà training cho người mình phải là người có tâm. Thì cũng khá là may mắn khi là từ trước tới giờ Hạnh thấy là gần như những người training của Hạnh là những người rất là có tâm. Dù có thể là đôi khi là kiến thức không phải là kiến thức là lúc nào cũng là giỏi nhất, cũng tùy. Thầy hiện tại, thầy Chí là cái người mà có cái kiến thức xịn sò nhất mà Hạnh biết nha. Nhưng mà trước đó thì cũng không phải là kiến thức giỏi nhất, nhưng mà họ là người có tâm, Hạnh vẫn cảm thấy cái tâm của họ trong cái việc họ làm nghề. Chỉ cần là như đó thôi là Hạnh đã sẵn sàng Hạnh chi rồi. Mọi người biết lý do tại sao không? Là bởi vì là họ là những người có tâm, thì chắc chắn những người có tâm sẽ là những người không bao giờ ngừng nâng cấp bản thân, phát triển lên và cho bạn một cái gì đó cực kỳ giá trị mà bạn có thể sử dụng được. Ok chưa ạ? Và bởi vì Hạnh học từ những người mà Hạnh đã bỏ tiền ra Hạnh học về cái cách mà họ đang phát triển. Hạnh chỉ lấy những cái tốt và những cái phù hợp với Hạnh để Hạnh phát triển cho chính Hạnh thôi. Thì Hạnh cảm thấy nó rất là thành công đối với cái quá trình của mình nha. Chứ Hạnh không so Hạnh với bất kỳ ai cả. Hạnh cảm thấy rất là ok. Thì cái việc mà bạn đi học và bạn đầu tư cho kiến thức của bạn là hết sức quan trọng. Hạnh nghĩ là tất tần tập mọi thứ mọi người cũng nên học nè, từ cái việc nuôi dạy con cái, kiến thức gia đình và tình cảm, mọi thứ đều phải là học nha cả nhà. Nếu không thì bạn không trả giá bằng cái việc bạn đầu tư cho nó, thì bạn cũng sẽ trả giá bằng cái việc bạn đầu tư bằng bài học. Ví dụ như Hạnh là một đứa đã bị chấn thương vì tập luyện ngu dốt chẳng hạn nha. Hạnh không ngại nói về cái vấn đề những cái tổn thương về mặt thể lý trong quá khứ hoặc là tổn thương về mặt tinh thần trong quá khứ, bởi vì Hạnh đã vượt qua hết rồi. Cho nên đối với Hạnh nó chỉ là một cái câu chuyện để đời, để mà mình rút kinh nghiệm thôi. Cho nên là nếu mà Hạnh đã có thể kể ra những cái vấn đề của mình như vậy thì Hạnh không nghĩ là bạn phải quá tự ti về cái vấn đề bạn bắt đầu như thế nào đâu. Nếu mà bạn không có kiến thức, bạn không có điều kiện để bạn đi học các khóa
khóa về huấn luyện viên hay là các khóa mà còn kiến thức để bạn đi tập luyện á, thì tối thiểu bạn phải rèn được một cái skill, đó là khả năng quan sát những người mà bạn có gọi là cái trực giác của bạn. Bạn phải làm đúng một cái còn lại thôi, là rèn cái trực giác của bạn để bạn chọn đúng cái người mà bạn follow. Bởi vì sao? Hạnh sẽ kể cho bạn thêm một câu chuyện nữa về kinh nghiệm cá nhân của Hạnh dưới góc độ hồi trước Hạnh tự tập nha. Hạnh đang chuyển động hip hinge, là một chuyển động của hông, rất là đúng cho bài hip thrust. Nhưng mà Hạnh đang chuyển động đúng nha, Hạnh đang tập đúng nha. Nhưng mà Hạnh follow một idol của tập rất là gì và này nọ. Cho đến một hôm Hạnh mới phát hiện là Hạnh nghĩ tập như vậy là đúng, Hạnh follow, thế là Hạnh tập theo. Đến một ngày đẹp trời Hạnh phát hiện cái thằng idol tập sai chuyển động má, idol tập sai chuyển động, cho nên là thì lúc đó khi mà mình phát hiện idol tập sai chuyển động, mà chuyển động đó thay vì bạn chuyển động hip hinge của hông thì bạn chuyển động cột sống, ok, và mình nghĩ nó là đúng, mình đang tập đúng, mà mình nhìn thấy người ta cái mình tập sai theo một thời gian, mình nói trộm vía ông bà độ mình dữ lắm đó. May quá mình chưa bị thoái hóa đốt sống lưng hay là bay luôn cái khớp lưng, mấy cái đốt sống lưng. Để bạn hình dung nè, cái gì nó cũng có cái giá của nó hết. Bạn muốn có một sức khỏe thể chất, bạn muốn có một tinh thần, bạn muốn có cái độ hấp dẫn, bạn muốn có một cái vẻ đẹp, luôn luôn phải có một cái giá đi kèm. Bởi vì Hạnh là một người rất hiểu rõ những cái giá và từng cái giá phải trả cho cái việc là thiếu kiến thức cho tới khi có kiến thức. Cho nên Hạnh mới dám tự tin ở đây và Hạnh ngồi Hạnh nói với bạn là bất cứ một cái gì mà bạn phát triển trong cuộc sống của bạn, tập luyện cũng là một hình thức phát triển mà nó đòi hỏi cái ý chí rất nhiều, thì bạn cũng phải có một cái giá đi kèm. Nếu bạn có kiến thức thì bạn cứ đi lên từ từ, nếu bạn không có kiến thức đôi khi bạn phải đi lại từ con số âm giống như Hạnh xưa. Đơn giản là như vậy thôi. Và thêm nữa là cái vấn đề tâm lý là một cái rất là quan trọng mà Hạnh muốn nói trong cái video ngày hôm nay. Ok, tâm lý lành mạnh khi đi tập đối với Hạnh nó là thiền động. Ok, thiền động tức là sao? Không đưa cái ego, không đưa cái tôi của bạn vào trong tập luyện. Không coi người ta tập cái gì, mình tập theo cái đó. Không nhìn ngó xung quanh mà chỉ tập trung vào cái bạn nên làm. Thì đó là vận động mang tính chất thiền rồi đấy ạ. Quán tâm và tịnh tâm trong cái điều mình đang làm. Mà muốn có như vậy, bạn phải chịu khó tìm hiểu và phát triển cái việc tập luyện của bạn dành riêng cho bạn thôi, chứ không phải là của người khác. Bởi vì người ta và bạn tâm lý khác nhau, công việc khác nhau, tư duy khác nhau, tính chất và cái độ phát triển khác nhau, cho nên bạn không thể nào mà bắt chước người ta copy paste 100%. Và ngay cả huấn luyện viên nha, khi mà họ training cho bạn, họ không thể nào training cho bạn cùng với một cái kiểu mà họ đã training được cho người khác. Mình ví dụ bộ 147, ok, mình sẽ lôi về Kinomology vô để bạn dễ hình dung ha, tại vì có nhiều bạn họ cũng quan tâm về cái bộ môn này, và Hạnh cũng đang phát triển cái bộ môn này thông qua quá trình coaching và thấu hiểu bản thân. Thì cái phương pháp training của Hạnh sẽ sử dụng phương pháp là hiểu cái kiểu tính cách của bạn để Hạnh training cho một cái chương trình phù hợp. Và đây là nó ngoài cái việc phát triển nội bộ công cụ, và nó cũng là cái thế mạnh của Hạnh luôn. Tức là khi một bạn tìm đến với Hạnh, Hạnh biết với cái bạn này Hạnh sẽ phát huy tiềm năng và tính cách của bạn thông qua quá trình tập luyện như thế nào. Hạnh có một chị khách hàng, chị rất là con gái, rất là nữ tính, rất là yếu đuối. Chị tìm tới Hạnh trong cái việc transform, đúng không? Thì một ngày đẹp trời Hạnh cho chị tập, mỗi lần Hạnh kêu chị là nên tăng tạ đi, nên tăng rep đi, nên tăng set đi, ví dụ như vậy, hoặc là nên tiếp tục cố gắng đi. Đó là cái thái độ mà của chị đối với Hạnh, giảm cho chị đi, kiểu vậy. Nhưng mà đâu có năn nỉ được với Hạnh, tại vì Hạnh khá là khét và nét trong tập luyện mà. Không chị ơi, ok, giảm cho chị thêm 2 set, giảm cho chị tức là cộng thêm 1 set nữa ha. Tức là mình phải trao đổi lại với nhau với cái khách hàng của mình, ok. Nhưng mà khi mà Hạnh cho chị cái bài tập đó, chị vẫn ráng thực hiện được hết. Chị vẫn ráng thực hiện được hết cái chương trình tập luyện của Hạnh luôn, hết cái bài đó luôn.
biết hả, kêu kick back đi chị, bây giờ body weight cho em 50 rep thôi, coi như cái đó là cardio rồi, lại làm quen với chuyển động đi, ví dụ như vậy. Chị làm hết luôn. Nhưng mà cái lúc mà trong quá trình làm á, chị đau á, thường gái đau mà kiểu mà người nó nhạy cảm á, thì sẽ bị đau, xong rồi chị khóc nhưng mà chị không có lên tiếng, chị âm thầm chị khóc nhưng mà chị vẫn thực hiện hết cái set đó. Nó nói trời đất ơi ghê thiệt, đau đi tập nè, đau tới mức mà khóc luôn, nhưng mà vẫn im lặng và làm tới cuối cùng luôn, mà theo Hạnh rất là bền, theo tới giờ luôn đó cả nhà, vẫn làm được. Cái mình mới lúc đó là Hạnh cũng chưa có nghĩ có ý định là quay lại với cái công việc coaching về thấu hiểu con người đâu, nhưng mà tại vì cái những cái tính tố chất của con người nó thấm sâu vào trong cái cách mà Hạnh phân tích về bất kỳ cái hành động nào của những người xung quanh của Hạnh rồi, và kể cả chính Hạnh á, thì Hạnh mới nói là chị, sau một cái thời gian quan sát cái cách tập luyện của chị á, về cái việc bên ngoài thì rất là yếu đuối nhưng bên trong cực kỳ mạnh mẽ luôn, Hạnh mới nói là chị, trong cái công việc của chị á, thì chị là một người chịu đựng công việc rất là tốt và rất là chịu khó làm tẩn tẩn đào tào cái công việc của chị, đúng không? Thì chị nói là đúng. Và chị cũng là một leader, chị cũng là một leader, nhưng mà cái công việc leader của chị á, thì nó không có thực sự được phát triển, bởi vì đâu đó là cái tiếng nói của chị nó rất là nhỏ. Cái tiếng nói nhỏ tức là cái tầm quan trọng trong cái việc mà đưa ra cái chính kiến của mình trong một cuộc họp hoặc là cùng bàn luận với nhau, thì nó giống như là tiếng mũi vo ve, nó không có trọng lượng. Thì nó đơn giản là chị này là một người có tiềm năng trở thành một leader, chị này là một người có tố chất, chị này có một sự mạnh mẽ cực kỳ bên trong, nhưng mà cái nghị lực, nhưng mà cái những cái tiềm năng đó của chị nó không được khai phá, nó không được tận dụng hết cuối cùng, và không ai nhìn ra được nó hết á, cho tới khi chị gặp Hạnh mà Hạnh nhìn ra được cái tiềm năng đó của chị. Và từ cái quá trình mà họ chỉ tập luyện á, chị trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn rất là nhiều, qua cái việc là rèn cái ý chí và cái nghị lực của mình. Và cái điều, và khi mà Hạnh mở cái mát của chị này ra thì Hạnh mới biết là nguyên cái bộ kho của chị luôn, tức là cái bộ năng lượng mạnh của chị á, là bộ số lãnh đạo. Bạn sẽ biết là những người có tố chất lãnh đạo là những người có tố chất luôn luôn chịu trách nhiệm và dám đương đầu với tất cả mọi thứ. Nhưng bởi vì có tố chất đó, nhưng trong cái bản đồ của chị cũng có những cái con số làm giảm đi những cái tố chất đó, cho nên thành thử ra thì trong quá trình phát triển sự nghiệp của chị bị ảnh hưởng và chị không thể phát triển tiếp, chị không thể khai phá được cái sức mạnh bên trong chính mình và trở nên là một người có cái tiếng nói nặng đô hơn trong cái tổ chức mà chị đang làm việc. Bạn hình dung không? Tức là khi mà Hạnh nhìn ra tiềm năng của bạn trong cái quá trình mà bạn đồng hành và bạn tập luyện với Hạnh, Hạnh có thể nhìn ra được một phần cái cách mà bạn vận hành cái công việc của bạn và cái cách mà bạn ứng xử trong đời sống của bạn, và cái lỗ hổng khiến cho bạn khó phát triển được trong cái quá trình mà bạn sống. Ok chưa? Hạnh không giỏi, nhưng mà nó là cái đó là cái cách mà Hạnh đang làm việc với các bạn học viên của Hạnh. Hoặc Hạnh gặp một cái trường hợp khác ha, là Hạnh nói tới học viên hiện tại của Hạnh đi. Hạnh thì có một cái bạn học viên hiện tại, bạn này là đường đời 7, linh hồn 7 luôn, sứ mệnh 3. Bạn này là một người khá là hướng nội, bên ngoài thì ai cũng nghĩ bạn rất là vui vẻ, bên ngoài thì bạn luôn có cười, nhưng mà bên trong của bạn là cả một tầng nội tâm và những tổn thương từ rất là sâu, nhưng bạn chôn giấu nó bên trong. Và bạn bị tăng cân rất là nhiều, bạn rất là mập luôn. Đối với những ai á, đối với mọi người á, khi mọi người nhìn vô một người mà đầy á, mọi người sẽ nghĩ trời ơi cái con nhỏ này mày ăn nhiều nên mày mập nè, mày là biến, mày không tập thể dục. Nhưng mà mọi người đâu có bao giờ nhìn vô là những người như bạn đang chịu rất nhiều tổn thương bên trong, nhưng bởi vì bạn không có cái cách nào để giải tỏa vấn đề tâm lý của bạn, và bạn không còn cách nào khác ngoài cái việc là bạn phải ăn thôi. Thay vì là bạn có những cái chất dinh dưỡng về món ăn tinh thần, thì dĩ nhiên bạn nghĩ là không ai hiểu bạn và bạn cũng không có thể tâm sự được với ai. Thì cái cách tốt nhất là chỉ có ăn thôi. Ăn về mặt thể lý thôi, nhưng mà cái món ăn tinh thần này không có.
nhưng mà bạn giấu nó, bạn diễn giỏi lắm, bạn giấu nó và bạn không có cho người ta biết là bạn đang có những cái tổn thương ở bên trong. Về lâu về dài thì nó ảnh hưởng tới gì? Ảnh hưởng tới mặt tâm lý, thì nó ảnh hưởng tới cái hormone bên trong, ảnh hưởng tới cái việc trao đổi chất của bạn, ảnh hưởng tới cái việc cân nặng của bạn, thì cân nặng của bạn nó tăng lên một chút. Thì những cái bạn này tìm tới Hạnh, giải pháp là gì? Hạnh là một người cung cấp cho bạn không những về dịch vụ, về tập luyện làm sao để giúp cho bạn tăng trao đổi chất về mặt thể lý, mà Hạnh còn đáp ứng cho bạn cái mặt về sức khỏe tinh thần mà bạn có nữa. Và muốn đáp ứng cho bạn về cái mặt, cái case này về cái sức khỏe tinh thần, thì bản thân Hạnh phải là người có khả năng đã tự giải quyết những tổn thương và chữa lành được cho chính mình rồi. Và mình cũng là một người đã vượt qua rất là nhiều cái rào cản trong cuộc sống, nỗi sợ, những tổn thương chôn giấu mình bên trong nhiều năm, và mình moi ra để mình chữa lành cho nó, và mình xử lý những cái vấn đề tâm lý của mình. Thì mình có cái skill đó rồi. Cho nên là đối với những cái trường hợp này gặp Hạnh, Hạnh vẫn có khả năng Hạnh enjoy với bạn được. Enjoy qua cái việc cùng tham gia các hoạt động tập luyện với nhau, và enjoy qua cái việc là ít ra là Hạnh cho bạn hiểu được một cái điều là trong cái cuộc sống của mình á, có những thứ tổn thương thì ai cũng sẽ gặp, nhưng mà nó không tệ như bạn nghĩ đâu. Chỉ qua là chúng ta chưa biết giải tỏa nó, chúng ta chưa moi được nó ra, chúng ta chưa dám đối diện với những nỗi đau trong chính bản thân của mình, và chúng ta không có giải tỏa, chưa biết cái cách thức giải tỏa cái năng lượng nó ra. Thì đối với Hạnh, thông qua quá trình tập luyện, bạn sẽ giải tỏa nó ra bằng cái việc tập luyện, đổ mồ hôi và cười nhiều hơn mỗi ngày. Và bạn tin, bạn sẽ được gieo cái niềm tin nhiều hơn thông qua môi trường tác động. Đó là một cái người huấn luyện viên sẽ luôn cho bạn về cái niềm tin nhiều hơn trong cuộc sống của bạn, để bạn có thể nhìn ra là trong cái cuộc sống của mình đó, nó không có những thứ mình nghĩ nó tệ, nhưng nó không tệ như vậy. Bạn thay đổi lại cái mindset, thay đổi lại cái tư duy. Chính cái việc thay đổi lại mindset, dám đối diện với vấn đề của chính mình và thay đổi tư duy, đó là cái cách chữa lành những đứa trẻ và tổn thương bên trong. Và nó đi song hành với việc bạn rèn luyện thể chất, để gì? Nó tiết ra những cái hormone hạnh phúc, và nó cùng song hành với nhau về việc vừa tập luyện về mặt thể lý và vừa tập luyện về mặt thể tâm. Thì hai cái này kết hợp lại với nhau, bạn mới có một cái sức khỏe lành mạnh được, và bạn mới có một cái thể chất lành mạnh được, và bạn mới có thể đi tiếp, và bạn mới có thể giảm cân được. Chứ không phải như một cái trường hợp khác, khách hàng của Hạnh là một người bụng kho đầy năm, nhưng mà bởi vì trong cái bụng kho của bạn, cái tầng năng lượng của bạn có cái sự vướng mắc về mặt gia đình, thì thay vì cái bạn này đi ra ngoài xã hội để phát triển cái tiềm năng của chính mình, thì bạn bị vướng vào trong gia đình, và cuối cùng bạn không có cái sự phát triển nhiều hơn, vượt trội hơn được nữa, và bạn bị chững chân trong cái sự nghiệp của bạn 7 năm trời, không thể phát triển được nhiều hơn, và bạn bị bế tắc, bạn bị mập, và bạn bị mập hoài luôn, bạn không thể nào mà transform cái body của bạn được. Đây là một cái case mà trước khi mà Hạnh học về phát triển bản thân và học về con người á, Hạnh đã từng support nhưng mà thất bại. Mọi người nhìn vô cái case này, mọi người nghĩ là cái bạn này khá là lười biếng, bạn này ham chơi, nhưng không phải đâu mọi người ơi. Bạn này rất là nhiều năm, thì bạn nghĩ con số 5 là một cái chân mà chân đi. Nhưng mà làm việc thì lại làm việc trong một cái môi trường nhà nước, làm việc trong một cái tổ chức mà nó không có gì vui, mà toàn những cái ông bà già không mà chán muốn chết luôn. Thì dĩ nhiên, khi mà hết dịch, khi mà được chân bắt đầu được bước đi, dĩ nhiên bạn sẽ đi để tìm niềm vui. Chứ không là sao? Nổ điên, phát điên. Những người bộ năng lượng, đừng để họ trong một cái môi trường mà quá là nhiều nguyên tắc, quá là nhiều cái sự bí bách. Đó là một cái áp lực về mặt tâm lý với họ. Thì cái cách giải tỏa nhiều nhất đối với họ là gì? Đi chơi thôi. Bạn phải cho những cái người có năng lượng này đi chơi, thì họ mới có sáng tạo, họ mới tạo ra được cái niềm vui, họ mới tạo ra được cái sự sáng tạo cho cái cuộc đời này. Vì cuộc đời này chúng ta luôn luôn còn niềm vui. Cho nên đối với họ đã đi làm ở ngân hàng rồi mà còn tập luyện nữa, còn rèn luyện thể chất nữa, thì đối với họ thật sự là một áp lực. Mọi người hình dung không ạ? Cho nên là đối với Hạnh nha, khi mà bạn tìm đến với Hạnh, Hạnh không muốn chỉ là một huấn luyện viên hướng dẫn cho bạn về functional, về chuyển động chức năng của cơ thể để giúp cho cơ xương của bạn chắc khỏe, về phần thân của bạn chắc khỏe, về tại việc tăng nội tiết tố, về estrogen, về da tóc móng của bạn trở nên đẹp hơn. Mà Hạnh muốn
transform cho bạn về cả cái phần bên trong của bạn nữa. Và bên trong của bạn nó sẽ phản ánh ra bên ngoài. Khi tầng tư duy, khi cái về cái mặt ý thức về mọi thứ bên trong của bạn á, nó thay đổi, tự động hành động của bạn sẽ thay đổi, chứ không phải là bạn đang cố gắng thay đổi tất cả về mặt ngoại hình bên ngoài. Nhưng bạn quên mất rằng cái cốt lõi tạo ra những cái gì mà bạn thể hiện ra bên ngoài cho xã hội chính là cái tâm sâu bên trong. Về bắt cách bạn cho tinh thần mình ăn, cách bạn nghĩ và cách bạn mindset về cái việc thay đổi cái lối sống của bạn ngay từ bây giờ, nó phải là từ bên trong. Cho nên nếu mà tất cả chúng ta khi mà bước vào quay quá trình tập luyện mà chúng ta không nhìn ra được cái này, mà chúng ta chỉ chăm chăm vào cái việc là thay đổi về mặt ngoại hình không á, thì cái con đường đi lâu dài của bạn sẽ rất là trắc trở và khó khăn, và tỷ lệ rủi ro rất cao. Ok, thì qua cái video này Hạnh muốn truyền tải một cái thông điệp rằng khi mà bạn muốn tìm tới tập luyện thì hãy luôn tìm đến với một cái tâm thế healthy là mạnh nhất về mặt tâm trí của bạn. Và khi mà bạn tìm tới tập luyện và bạn chưa thật sự biết định hình như thế nào là một chương trình tập luyện phù hợp với kiểu tính cách của bạn, với kiểu con người của bạn, thì hãy tới gặp Thành để mà chúng ta cùng nói về cái điều này hoàn toàn miễn phí trước khi vào chương trình tập luyện chính thức với Hạnh. Ok chưa ạ? Và ok, Hạnh sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay tại đây. Và bây giờ Hạnh vào tập đây. Bye bye cả nhà.